tí nữa. À bên kia lửa bên kia. Ủa đi lại đi không có nói gì mày hay không? Quay đi. Cái đấy quay chỉ được 1 phút đổ lại thôi. Nhiều quá nó xóa đi. Chịu không biết gì kinh. Cái gì về kinh? Con mà đi ở cái vòng ở cái đầm sen 60 mét ấy là lên là nó bị gì thế thì tốt hơn đừng bao giờ nhìn xuống dưới, ta chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nào về quê có dịp đi đỉnh Phan Xê Păng một lần. Em hơn đi số vuông của một đường từ bao la vô bờ bến một đường hai đường. Rồi, mình đi Yên Tử cao nhất trong này, đi núi Bà Đen. Không, cái đó là tôi ta xây ngoài tưởng nhất á. Phương nhìn cát bên kia nè. Đúng lắng đấy đấy. Giờ còn đang lên chứ xuống có ít cái này. Cái khu mà hôm qua anh bảo xây cái khu mà bác Dương hỏi ấy. Đây này bác Dương này cũng là ở đây nè. Thế mà lên lên bản này hưu có 900 đúng không thầy? Mọi nơi nó có một cái phong cảnh khác vậy nhỉ? Đi không sợ là đi. Sợ gì mấy con này? Chưa, giờ nó chưa xuống. Giờ mới đang lên. Giờ sớm rồi. Sợ quá. Nhìn đất đây rồi. Nhìn đất mới sợ. Thế này là nặng mà lên xuống rồi. Sao ấy mà. Cái này mà sợ. Mọi người nhìn chị sợ lắm. Mình đưa lên trực tiếp thế này nhưng mọi người chưa chắc đấy, bởi vì nó không quay chỗ bắt đầu vào cổng ấy, không biết là thầy đi cáp đi đâu đây, không biết đi chùa Hương hay đi Bần Đà Hữu hay là đi ấy đi Phan Xi Păng nữa. Nhưng mà Phan Xi Păng thì ấy cáp to, cáp như một dân nhà ấy, 30 người một cáp. Bác Dương chưa đi Phan Xi Păng đúng không nhỉ? Dạ chưa. Nào Tân về ấy. Về cả nhà xong đi Phan Xi Păng đi một đấy, một chuyến. Phan Xi Păng đi bây giờ chứ còn đi vào ấy mùa đông chết rét luôn, đi đầu xuân tháng 3 nên còn đang giá bút cẳng. Đường sóc lắm. Tảng đá to hơn nhà mình. Thì đến cái chùa gì ở ở chỗ gần ấy nhỉ? Ở bên này là mình, bên kia là Trung Quốc ấy. Ở vào Bà Chúa Xứ. Chùa này. Chùa. Nhà mình vô chùa này, cúng chùa.
thình đá không. Mà khi vào chùa này nắm có khỉ lắm này nè. Ba người thôi được. Chục người này. Chục người không có. Ủa là cái đường đi bộ kìa. Con nhìn thấy sáng sáng đó, cái lan can đi nó mất. Đó, này là đi bộ đi luôn. Đó, đó kìa, kìa không được. Còn về nhà cát rồi.